Bắt đầu phần 2 của chương trình nói chuyện với Hoàng Trọng Thùy 20 phút tin nổi bật ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc nãy Hoàng Trọng Thùy nói rằng những thành phần mà ủng hộ ông Tổng thống 45 tức là ông Donald Trump tức là MAGA, American Great Again họ cũng ủng hộ cái khuyên hướng mà muốn rút nước Mỹ ra khỏi cái chuyện yểm trợ Ukraine. Yeah. Thưa anh Thùy, nếu mà chúng ta đọc tin về phía Cộng Hòa, chúng ta thấy rằng có rất nhiều người vai vế cho đoàn Cộng Hòa họ nói rằng ông Trump là the past ông Trump là quá khứ. Mà bây giờ chúng ta có thể thấy rằng với cái tình hình này của ông Trump, ông sẽ không hó hé được trong cái chuyện mà ra tranh cử năm 2024 đâu. Thành thử ra cái lực lượng mà theo ông á, cho dù có muốn gì chăng nữa, cái policy của nước Mỹ về chính sách ngoại giao đó, Cộng hòa với Dân Chủ có thể ra giảm một chút, bớt một chút tiền cho, tăng một chút tiền cho thôi. Nhưng mà cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ khi mà đụng tới cái vấn đề mà Nga như thế mà không dàn mặt á, thì mai sau này Tập Cận Bình cũng sẽ có thể làm tấn công Đài Loan chẳng hạn. Thì nước mỹ sẽ không đề cái việc đâu theo cái nhìn của tôi trong uh, cuộc uh, thăm dò mới nhất họ nói những ứng viên của đảng cộng hòa từng tuyên bố đó, họ nghi ngờ về kết quả bầu cử của 2020 và những ứng viên này ủng hộ cho cựu tổng thống trump á, hầu hết đa số đều chiến thắng yes. trong cuộc bầu cử sắp tới và vì vậy đó cái mối quan tâm hiện nay đó mặc dù à, đinh quang thái đưa ra và cái cuộc thăm dò ở tại iowa ngày hôm nay vừa kết quả cho thấy đa số cử tri trong đó kể cả cử tri đảng cộng hòa nữa họ nói ông trump là quá khứ họ nói họ không ủng hộ ông trump ra tranh cử một lần nữa về phía đảng dân chủ cũng thế nữa những người ủng hộ đảng dân chủ họ nói khi mà đặt câu hỏi là à, ông nghĩ ông biden có nên ra thì ngay cả những người thành viên nói nô no. tôi, tôi nghĩ rằng nước, nước Mỹ chọn lựa đàn... cho một Người nước Mỹ tháng. đang bị khủng hoảng là lãnh đạo, lãnh đạo vì, uh, những khuôn mặt mà trồi lên của ừ. dân chủ của cộng hòa cho tới phút này chúng ta chưa thấy. Ừ. Nhưng mà thú thật điều thế này này, cái nền dân chủ của Mỹ nó có một cái hay là tất cả một cái sự cọ quẹt đối đầu với nhau đó, đó chỉ nhằm mục đích làm một cái đất nước này khá hơn lên thôi mà. Ông Nguyên Đông Trực Chi ông có nói một câu này rất là hay này. Ừ. Ông bảo rằng thể chế dân chủ là một cái thể chế nhiều cái tệ hại lắm nhưng mà ít nhất cho tới ngày hôm nay của nhân loại qua bao nhiêu cái thể chế nào là quân chủ rồi ừ. chuyên chế độc tài vâng. đó thì dân chủ vẫn là một thể chế tương đối <laughs> ít xấu nhất, rất là tốt nhất. thì bây giờ cái Chấp chuyện về cộng hòa yeah. hay là dân chủ mà có thảo luận với ông Biden rằng ông cái tiền cho Ukraine là bao nhiêu vân vân á tôi vẫn nghĩ rằng rồi sau này là mọi việc cũng sẽ đâu ra đấy, tức là ra giảm một chút thôi ừ. nhưng mà bây giờ trở lại cái tình hình tại Ukraine, anh Hoàng Trọng Thụy thấy rằng phải nói cái vị mà tổng thống mưu trưởng của quân đội Ukraine yeah. là một ông tướng rất là giỏi. Quá, Kỳ quá này quá báo tham yeah. đã, đã chọn ông làm hình Đúng. bia đó. Yeah. Thì thứ quý vị uh, sở dĩ mà quân đội Ukraine có những cái cuộc tiến công mạnh bạo như vậy bởi cả một cái chiến thuật mà đã đã bắt nguồn từ năm 2014 yeah. khi quân đội Hoa Kỳ và Tây phương ém ừ. trợ cho họ. Cho nên trận đánh Cạc Sơn uh, chúng ta sẽ xem thì xem vài ngày sắp tới là sao. Ngay ngay bây giờ đó cái mối quan tâm là bởi vì uh, nói là thiệt hại ở vùng phía bắc mà kéo dài cho tới vùng khe son trong thời gian qua rồi nga phải tuyên bố về di tản rồi thiếu lương thực rồi quần áo rồi súng thì súng gỉ sát vân vân nhưng mà trong vài ngày qua người ta thấy và phía ukraine đã nhìn nhận là quân nga lại tập trung về khe son khá nhiều ở ở đây có cái dòng sông pro đó thưa quý vị và à, phía à, tin tức mới nhất nói rằng đó, có thể xảy ra một cuộc chiến giao tranh ngay tại trung tâm của thành phố có nghĩa là cuộc chiến giao tranh vùng đô thị ừ, và đó, và đó thì... một cuộc chiến động tranh vùng đô thị này đó sẽ 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 là một cái vấn đề gai góc cho phía Ukraine à, khi mùa đông đang tới rồi hai bên cứ giành nhau từng tấc đất anh 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 đã từng thấy những cái cuộc chiến như vậy trong những cái căn nhà trong những cái tòa nhà đó mà hai bên đều có lính nấp hết và sẽ kéo dài cái cuộc chiến này bên phía nga muốn kéo dài cái cuộc chiến này càng lâu càng tốt và họ nghĩ rằng cái cuộc chiến đô thị sẽ là cái hướng nhắm tới ờ, bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào cũng vậy đó để ngồi vào bàn hội nghị thì người ta phải chiếm được cái ưu thế ở ngoài mặt trận nó có một cái định nghĩa rất là khôi hài mà đau xót thế này này ở ngoài mặt trận ấy, những người chưa bao giờ biết nhau, chưa bao giờ gặp mặt nhau, chưa bao giờ nói với nhau một câu ạ thì bắn nhau chưa tới chết. Yeah. Để cho những người mà bắt tay với nhau trên bàn hội nghị, họ thảo luận với nhau. Hmm. Bởi vì khi vào bàn hội nghị thì những người đó phải biết mặt nhau, mặt mũi ra sao, tính tình ra sao. Thì thưa quý vị, cái trận đánh cửa tại Kherson lần này đó được xem như là một cái trận có tính cách uh, chiến lược. Bởi vì nó sẽ là một trong những cái điểm để cho cả Nga lẫn Ukraine đưa cái vấn đề lên bàn hội nghị nếu bên nào thắng. Dạ, cái câu vấn đề đặt ra bây giờ đó là có những cái nguồn tin bên phía ông tổng thống um, Erdogan của thổ nhĩ kỳ mới đây ông tuyên bố như thế này, tôi nghĩ là Putin càng ngày càng bị áp lực để đến bàn thương thuyết về vấn đề Ukraine này. À, Tuy nhiên trước đó thì Putin lại tuyên bố tôi không muốn nói chuyện với Biden tôi không muốn nói chuyện với Biden nhưng mà rồi ông để ngỏ cái chuyện nói chuyện trực tiếp với Zelensky thế nhưng anh cũng thấy đó là phía nga bây giờ vẫn cương quyết là họ muốn nói rằng khi mà ra bàn hội nghị đó họ muốn vốn muốn, muốn tất cả những cái khu vực mà họ ly khai đó rồi thuộc về nga và Crimea là của nga họ nói thì họ cứ nói cái vấn đề cái quyết định của chiến trường như thế nào cái chi tiết anh thì vừa mới nói nó rất là lý thú nó tạo chúng ta một cái móc xích Why now? Tức là tại sao thời điểm này thì ông Erdogan là một đồng minh của Putin mà lại bắn tiếng rằng thôi ngồi xuống bàn thảo yeah. luận đi. Mà Putin cứ bảo là em trả, em không muốn nói uh -huh. chuyện với bác Biden ở bên Mỹ đâu. Yeah. Tại sao lại nói trong thời điểm này? Và tại sao lại có 30 lá thư của phía bên Dân Chủ? Uh. Tại sao lại mắc Kevin như vậy? Có thể 10, 15, 20 năm nữa khi mà sách báo nó tiết lộ ra hết rồi đó. Lúc ra chúng ta mới thấy à mọi chuyện là như vậy. Anh thì có để ý không? Khi mà Đức Giáo hoàng John Paul II tới Ba Lan á, trong cái lúc mà khối cộng sản chưa tan vỡ. Mà Đức Giáo hoàng đứng ngay tại quảng trường thủ đô Warsaw bảo rằng dân tộc Ba Lan các con hãy tỉnh dậy, thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Sau này nó là một cái móc xích. Bởi vì ông um, ông Ronald Reagan nhé, ông Gorbachev nhé cũng đã có những cái vận động trong giai đoạn đó để làm tan vỡ cái khối cộng sản Đông Âu. Thì bây giờ tôi tôi vẫn nhờ, nhìn tất cả những cái lời tuyên bố của phía bên dân chủ cộng hòa này nọ đó có vẻ như nó đang nhịp nhàng để chuẩn bị cho một cái thế thương lượng nào đó tới một lúc nào đó phía bên ông Biden và Putin bảo thôi được rồi chúng ta uống với nhau một ly vodka ăn một tí steak đi mỗi bên một tí cho nên cái thời điểm này vô cùng quan trọng để phía châu Âu và Hoa Kỳ phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. À, tin tức mới nhất ghi nhận được à, vào mùa đông này, thưa quý vị, nền kinh tế Nga thực sự là sụp đổ. À, một kinh tế gia hiện nay ông vẫn sống ở Moscow. Mới đây ông viết một thư mà thậm chí ông viết một cái bài bình luận đó không biết được cái thân phận của ông lúc này như thế nào. Ông nói rằng à, khi mà Putin ra lệnh động viên là lúc là cái ván bài quyết định cho nền kinh tế của nga ông chỉ viết về vấn đề kinh tế thôi nhưng mà người ta cũng hiểu kinh tế chính trị và thế lực quân sự nó đi kèm cùng một lúc và vì thế người ta tin tưởng đó ngay bây giờ thì ông medvedev cũng là cựu thủ tướng và cũng tổng thống của nga trước đây đó à, mới hôm qua khi mà ông đến thăm một cái nơi mà sản xuất vũ khí đó ông lại nghĩa là đưa ra những cái lời đe dọa với những người chế tạo nói mà tụi bay không làm cho nhanh không làm cho nhiều là bỏ tù hết và putin vào ngày hôm nay cũng tuyên bố là gia tăng tốc cái việc mà sản xuất vũ khí để hỗ trợ cho tiền tuyến nhưng mà tiền đâu rồi à, kỹ thuật đâu để có thể hỗ trợ cho quân nga vào thời điểm này cho nên cho dù cuộc chiến có kéo dài nhưng mà người ta vẫn tin tưởng là nếu Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức mà tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thì cái chiến thắng nó gần kề. À, cái chiến thắng phải tùy theo định <laughs> nghĩa của chiến thắng đó cơ. À, tôi đưa một cái thí dụ khi mà Hoa Kỳ đưa quân vào mà giải giới chế độ của Saddam Hussein tại Iraq chẳng hạn. Sau 20 năm thì Hoa Kỳ rút quân ra và bảo là nước Mỹ đã chiến thắng. Cái đó là định nghĩa về nước Mỹ. <laughs> vâng cái cái chiến thắng trong những ngày sắp tới tùy theo định nghĩa của Ukraine và tùy theo định nghĩa của Vladimir Putin. Đôi bên sẽ phải mỗi người nhân nhượng một chút đó thì sẽ có một cái định nghĩa chiến thắng chung. Còn nếu cái định nghĩa chiến thắng của ông Zelensky là đuổi quân Nga ra khỏi tất cả vùng lãnh thổ kể cả Crimea đó, cái đó cũng là cái khó. Cũng là cái khó. Dạ vâng. Putin muốn bảo chiến thắng của chúng tôi là chiếm ở vùng Crimea rồi chiếm thêm bốn vùng nữa là xong. Cái đó cũng khó là cũng là Thành chiến ra ừ. Người Mỹ người ta nói rằng somewhere between <laughs> tức là có một khoản nào ở giữa mà đôi bên đều đồng ý rằng cái định nghĩa của chiến thắng là như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cục diện tại Ukraine. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Trân trọng kính chào.